làm một chả giò bằng bánh tráng Việt Nam, loại bạc cây đáy, một phao thịt nạc vai sa nhuyễn, một nửa củ khoai củ cải trắng và nửa hoặc một củ cà rốt, một củ hành tím tùy theo mình thích, và khoảng chừng nửa củ khoai môn, nấm mèo khô ngâm sa nhuyễn, thì mình thích bao nhiêu thì mình có thể để, nhưng mà mình cần để là nửa cốc, tôm khô một tí, ngâm nước ấm cho mềm, một tí sẽ sa nhuyễn, húng tàu để ráo ngâm các nhuyễn, 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng thìa này, 2 thìa nước mắm, 2 thìa đường, một tí xíu bột ngọt và tiêu sọ xay. Nguyên liệu 3 cái trứng gà, 2 trứng sẽ lấy 2 cái chồng đỏ và chồng trắng chung, và còn 1 trứng thì lấy cái chồng trắng để một hồi cuối. Phần nước để cuốn cho áo và chả giò thì 2 thìa đường, mình dùng cái thìa này, 2 thìa đường cắt vàng, và một khoảng 2 thìa giấm, và 1 cốc nước ấm, và chuẩn bị nên là nước cốt dừa. Một hồi mình sẽ pha nước chấm rồi mình sẽ nói là bao nhiêu hương vị của nước cốt dừa. Mình có thể dùng khoai môn tươi mới mua về, hoặc là mình dùng khoai môn để trong đông đá. Có máy, ai có máy thì dùng nĩa vô cắt, không có máy thì mình dùng tay. Thank you.
thể xào cho đến khi khoai môn nó vừa trong là khoai môn vừa chín. Cái xác của cà rốt rồi đó, mình phải chút lên là có cải trắng mình vẫn cắt. Củ cà rốt sau khi mình bào mình phải dắt dùng cái paper towel dắt này, cái này cà rốt này rất là tốt nè, rất là ít nước. Mình dắt mình có thể để cho mình thấy không? Nó rất là ráo. Cà rốt bỏ vô chả giò nó làm cho chả giò nó ngọt. Cái cám sau khi mình cắt xong mình vẫn dắt nước giống như của cà rốt. Tại sao mình dắt nước? Mình dắt là để cho khi mình cuốn nó không có bị ướt thì nó sẽ không có bị rách cuốn chả giò. Trắng này cũng rất là ngọt khi mà bỏ vô trong chả giò. Ba. Trong kho sau khi ngâm xong, các bạn dùng máy xay, không cần xay quá nhuyễn. Trong thau đã có củ cải trắng, cà rốt, thịt. Bây giờ mình có tôm khô, xay, tất cả các nguyên liệu mình bỏ chung vô và bắt đầu mình sẽ chọn. Đây, tôm khô sau khi xay nhuyễn rất là ngon. Nấm mèo, nấm mèo thì tùy theo, nếu mình không thích ăn thì mình không bỏ. Bún tàu thì tiền dùng khoảng 2 tịch bún tàu, nhưng mà nếu mình thấy nhiều quá thì mình có thể để lại, nhưng mà mình thấy thì bún tàu nhiều thì nó sẽ ngon. Sau khi mình chọn các nguyên liệu thì đây là mình là 2 muỗng nước mắm mình đã lần sẵn, cho tất cả vào. Và tiêu, mình thích làm tiêu sọ
tự xay ở nhà nó sẽ thơm hơn. Và đây là chi chiếc bột ngọt, một chút một thìa nhỏ cà phê bột ngọt và khoảng 2 muỗng đường cát trắng để cho nó tan. Rồi bắt đầu mình trộn riêu tất cả các thứ lại. Mình phải dùng tay mình bóp thì tất cả các nguyên liệu nó mới hòa lẫn với nhau. Cái này thì thịt rất là ít mà rau thì rất là nhiều nên rất là tốt. Khoai môn sau khi mình đã xào, mình đã thấy nó trong và chín thì bắt đầu mình bỏ chung với cái hỗn hợp tất cả các thứ. Mình vừa trộn đều xong, sơ qua. Rồi bắt đầu mình cho trứng gà. Trứng gà thì hai trứng mình sẽ để nguyên luôn cả lẫn chồng đỏ và chồng trắng. Và một trứng thì mình dùng chồng trắng mình giữ lại. Đây là mình giữ chồng trắng. Để một hồi mình cuốn chả giò. Đây, đây là chồng trắng mình giữ lại. Đây, chồng vỏ trứng gà. Và mình sẽ trộn đều. Sau khi trộn tất cả, khoảng mình để nó khoảng 15 phút thì mình đi làm cái nước. Để một hồi mình cuốn bánh tráng. Sau khi mình ướp thịt mình để khoảng 5-10 phút thì nãy mình bắt đầu mình làm như thế này. Thì một hồi mình chả giò nó sẽ liền nhau. Có thể dùng giấy microwave lót xuống bất cứ cái khay nào cũng được, phải là có. Chia ra làm 4 phần và như thế này mà chia. Bây giờ mình bắt đầu pha nước dừa để mình nhúng bánh tráng thay vì mình nhúng bằng nước lạnh. Thì cái này thì tùy theo mình phải không có cần liều lượng đúng, nhưng mà tiền làm là tiền sẽ làm 5 hoặc 6 muỗng nước dừa thì khoảng là nửa lon nước dừa, nước cốt dừa, và cái này là 2 muỗng đường cát vàng mỗi dặm, và cái này một chén này là khoảng 2 muỗng giấm trắng. Bạn gỡ vô mình thấy không, mình gỡ cho nó tiệm. Và chị sẽ dùng 1 cốc nước ấm hoặc là nước lạnh, nhưng mà nước ấm là để cho nước một hồi mình cuốn bánh tráng nó sẽ không có bị dai.
quậy quậy cho đường cát nó tan đi. Chút nữa Tuyền sẽ chỉ cho cách để mình nướng bánh tráng. Mình có thể dùng cây cọ này để mình chán bánh tráng thì nước dừa nó sẽ dễ thấm mà nó không hao nước dừa, hay là dùng tất cả cái chay hay cái vỉa dài nếu là khó mình có thể làm bánh tráng như vậy. Đây. Các bạn có thể dùng thì bánh tráng nó thấm. Tiếp nối mình có thể là liên tục như vậy khoảng hơn 10 cái thì bánh tráng vì có nước cốt dừa và giấm cho nên nó rất là chắc, nó không có dính. Cái liên tiếp cứ tiếp tục tiếp tục có một mình làm thì cho nên mình nên tráng nhiều để đó rồi xong rồi mình cuốn. Mình chỉ cần chán một mặt thôi, tại vì khi mà các bạn bỏ nước dừa xuống thì cái lớp này chồng lớp kia là tự động nước dừa nước nó sẽ thấm thì mình không cần chán mặt thứ hai. Mình có thể làm bất cứ bao nhiêu cái nếu mà cái xoay nó lớn, tại vì bánh tráng này nó sẽ không có dính cho nên nó càng thấm thì mình càng dễ cuốn, nó mềm mình càng dễ cuốn, nó không sẽ bị bể cái bánh tráng đi. Đây, tại vì Thiên có thể đây là bánh tráng sau khi mình đã nướng nước dừa, chọn tráng với nước dừa, các bạn thấy không, nó rất là chắc, nó không bị dính. Đây, đây là thịt, khi mình cuốn thì mình nên để thịt nằm ở giữa, các bạn thấy giữa cái bánh tráng, và mình có sữa, có thể sữa cho nó đẹp. Khi mà mình nằm ở giữa bánh tráng thì mình gấp thì mình sẽ thấy nó có cái dư ở đây, thì đó là một cái cách để nó thêm làm cho bánh tráng nó dày. Và xong là mình cuốn, mình dùng cái này là nước ta trong trắng trứng gà để mình làm cho nó dính, không nên cuốn quá chặt. Khi mình chiên chả giò nó sẽ nở, thì mình cuốn chặt quá thì chả giò nó sẽ bị bể, cho nên mình chỉ làm, mình có thể nắn theo cho nó đẹp thì theo mình khéo tay. Đây, đây là cuốn chả giò, nó rớt, nó không có dính tay. Mình cứ thế mà tiếp tục, các bạn thấy không, mình dở cái bánh tráng lên, nó rất là chóc, rất là dễ cuốn, có thể nhúng liên tục để đó. Mình có thể chỉnh sửa để mình làm thêm một cuốn nữa cho các bạn thấy. Đây, khi bánh nhớ gấp cho nó ngoài, khi mình thấy nó dư ở đây
thì mình sẽ lăn thêm một cái đó, là để cho không dán như vậy. Trong thời gian đó thì mình để chút trồng trắng trứng gà để mình dán lại cho mình biết. Mình có thể là làm theo tùy theo cái cuốn của mình, nhưng mà nhớ là đừng có quá chặt. Mình có thể nắn cho cái cuốn chả giò nó đẹp. Đây, rồi mình cuốn trở lại. Đây, khi mình cứ tiếp tục cuốn. Muốn cuốn đẹp thì mình khi cuốn để trong đá rồi bắt đầu chiên. Nhưng mà khi chiên thì nhớ lúc đầu chỉnh dầu và lửa cho nó vừa phải, đừng quá nóng, nóng nó sẽ nổ bánh chả giò. Rồi mình để đó một hồi đến khi nó vàng.